Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 Việt Nam Grand Sale 2020 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 do Bộ Công Thương tổ chức vừa khép lại với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với mức khuyến mại tối đa lên đến 100% trên phạm vi cả nước, lần đầu tiên được tổ chức kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, tháng khuyến mại tập trung quốc gia đã tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhằm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Đây là một trong những nỗ lực của Bộ Công Thương nhằm hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, gỡ khó cho doanh nghiệp phát triển. Tại Việt Nam, các chương trình khuyến mại thường được tổ chức tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng với nhiều khoảng thời gian thực hiện khác nhau. Nhưng với tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, hoạt động khuyến mại sẽ được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc. Bộ Công Thương cũng đã xây dựng cái chương trình kích cầu nội địa gồm rất nhiều chương trình. Trong đó thì có cái chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 và được tổ chức trên địa bàn toàn quốc. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với những thành phố lớn, với tất cả các địa phương để xây dựng các cái hội chợ triển lãm, rồi là các cái cuộc kết nối để giữa các nhà sản xuất đối với người tiêu dùng, và nhất là có cái sự phối hợp của các hiệp hội ngành hàng, của các doanh nghiệp để đưa các cái mặt hàng có chất lượng và đã được công nhận và có thể khẳng định là những mặt hàng mà có cái phẩm chất tốt để đưa đến cái người tiêu dùng từ thành phố cho đến các cái vùng sâu, vùng xa, các cái vùng miền núi, biên giới và hải đảo. Hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB triển khai một loạt sản phẩm tài chính ưu đãi cho khách hàng như miễn phí trọn đời các giao dịch thông thường, khách hàng phải trả phí chuyển khoản trong và ngoài ngân hàng, đăng ký tài khoản số đẹp, triển khai sản phẩm tài chính gia đình mang tên Family Banking, sản phẩm kiều hối ưu đãi lên đến 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích du học và đặc thù khác. Cái hiệu ứng chung của xã hội về cái tháng khuyến mại thì ngân hàng hay là các cái doanh nghiệp thì đều sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, với lại nhiều cái sản phẩm được cung cấp ra một cách đa dạng hơn, tạo một cái tiền đề và tạo cái thói quen cho khách hàng, về sau này họ sẽ ở lại với ngân hàng, ở lại với lại các cái sản phẩm dịch vụ ấy lâu dài hơn. Hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Hà Nội đã có 200 sự kiện kích cầu mua sắm như ngày vàng khuyến mại, phiên chợ vàng, ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam, mở 100 điểm bán hàng tri ân người tiêu dùng, hội chợ hàng xuất khẩu với quy mô 300 gian hàng, ngày hội tiêu dùng 4.0, ngày hội khuyến mại du lịch. Đối với Hà Nội thì năm nay Hà Nội tổ chức chương trình tháng khuyến mại tập trung trong tháng 6, tháng 7 và tháng 11, và đồng hưởng ứng cái chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia do Bộ Công Thương phát động. Hà Nội tổ chức khoảng 200 sự kiện để tổ chức kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, giảm cái lượng hàng tồn kho bằng các cái chương trình xúc tiến thương mại như tuần hàng Việt, các cái chương trình kết nối liên kết vùng, chương trình quảng bá các cái sản phẩm OCOP của địa phương, và những cái ngày hội khuyến mại 4.0, kích cầu du lịch, kích cầu những cái mặt hàng trong các cái lĩnh vực ngành nghề khác để tổ chức triển khai thực hiện. Và cho đến nay thì Hà Nội đã thu hút được khoảng 800 doanh nghiệp với trên 2.000 chương trình tham gia hưởng ứng cái chương trình tháng khuyến mại của Hà Nội cũng như là của Bộ Công Thương. Thông qua chương trình, địa phương và doanh nghiệp đã triển khai các hoạt động khuyến mại kết hợp với việc tổ chức hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương để thu hút, kích cầu và phục hồi phát triển du lịch. Chúng tôi có một số những chương trình kích cầu về du lịch, ví dụ như là giảm miễn vé một số những ngày lễ từ nay đến cuối năm, tham quan Vịnh Hạ Long cũng như Yên Tử để tạo điều kiện du khách đến Quảng Ninh một cách đông hơn. Ngoài ra thì các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng tạo kiện tối đa về mặt bằng cũng như các cái điều kiện về cơ sở vật chất hoặc là những cái chính sách để làm sao các cái sản phẩm được tiêu thụ. Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Công Thương triển khai chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia Việt Nam Grand Sale trên toàn quốc. Với hơn 3.000 chương trình khuyến mại được thực hiện, cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Chương trình năm nay là tiền đề để thực hiện cho các năm tiếp theo. Sau chương trình này, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cơ quan chức năng có liên quan để xây dựng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại trong thời gian tới.